được chào tất cả các bác. Tiếp tục được lên đường với những dòng đẩy Angle các bác nhé. Một thương hiệu nổi tiếng đến từ Italy, hàng chính hãng các bác nhé. Model LA600. Hiện tại thì em đang test một chiếc này cho anh Thái các bác nhé. Anh Thái ở Bình Dương đó. Và chiếc này là cho anh Hưng ở trên Phú Thọ các bác nhé. Có chụp cụ thể cũng như là series đầy đủ cho các bác nhé. Đó, LA600 2 kênh đó các bác nhé. Phải nói là máy rất là đẹp và đánh phải nói là rất là hay các bác nhé. Đó, rất là khỏe, hay các bác nhé. Với dòng Angle thì tiếng cho giá rất là sạch và khỏe các bác nhé. Đèn nội thất bên trong tất cả nguyên bản các bác nhé. Chiếc này thì em đã có quay cái video đó. Và bây giờ đến chiếc các bác đã cùng xem tất cả đều nguyên bản hết các bác nhé. Máy đẹp zin hết cho các bác nhé. Có tặng Canon nhá, nêu trích nhá, về các bác chỉ việc đấu nối sử dụng thôi. Như là chiếc gửi cho anh Thái ở đây là cái CD là 417 các bác nhé, 417 ba số đuôi. Đó, hiện tại thì em còn ba chiếc nữa các bác nhé, đó ba chiếc cuối cùng, tất cả đẹp như nhau các bác nhé, đẹp mướt mượt luôn nhá. Lô hàng này phải nói là đẹp, xuất sắc, điểm nhấn rất là ăn tiền ở đây. Đó là cái mặt phay mặt trước này rất là hầm hố, với bản này là bản đời số các bác nhé. Hiện tại thì đang chơi đẩy trực tiếp các bác nhé, tiếng không thể chê vào đâu được các bạn. Các bạn có nhu cầu có thể liên hệ với bên em qua số hotline 0977434361 các bác nhé. Giá là 5.2 triệu trên một chiếc. Ok, xin chào tất cả các bác.